Alan Lewento, mỗi khi mà ông có dịp phát biểu trước cộng đồng là ông thường kêu gọi chúng ta, và Phong nghĩ là tất cả chúng ta đều kêu gọi nhau, chúng ta cùng quyết tâm. Khi chúng ta nghĩ đến sự hy sinh của tất cả những người đã nằm xuống thì chúng ta càng phải quyết tâm để cùng nhau đoàn kết, tranh đấu cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Con xin cảm ơn tất cả quý vị. Quyên Trần và Chrissy Lê cùng anh Mai Hữu Bảo đại diện cho Thượng nghị sĩ tiểu bang Địa hạt 34 Tom Humberg xin được hiện diện ngày hôm nay để cùng với tất cả quý vị, các bậc trưởng thượng, quý vị đại diện cho Hội đồng Liên Tôn cũng như tất cả các cô bác, anh chị đồng hương Việt Nam tưởng niệm một biến cố đau thương, một trang sử đầy nước mắt của dân tộc Việt Nam, đó là ngày 30 tháng 4, 75. Khi chúng ta tưởng niệm là chúng ta nhớ tới ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta cũng từ đó chúng ta tưởng niệm những biến cố đầy đau thương của dân tộc, đó là sự tù đày của hàng trăm ngàn chiến sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta cũng tưởng niệm cả hơn nửa triệu người đã vùi thây nơi biển cả trên con đường tìm đến bờ bến tự do. Và chúng ta cũng tưởng niệm những cô bác, anh chị đã sống một cuộc đời đầy khổ nhọc sau 1975 tại đất nước Việt Nam. Và qua một trang sử mới, cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã có mặt ở đây và tiếp tục bên cạnh việc xây dựng cuộc sống mới, góp phần to lớn trong việc làm giàu mạnh cho xã hội, cho đất nước Hoa Kỳ, thì chúng ta còn tiếp nối công cuộc chiến đấu cho tự do, nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Và chúng tôi thay mặt cho thượng nghị sĩ Tom Humberg xin nói lên một lời, có thể đó là niềm tự hào của chúng ta. Cuộc chiến đấu của cộng đồng Việt Nam chúng ta tại đây không đơn độc. Chúng ta đã có những người dân cử không phải Việt Nam nhưng luôn luôn sát cánh với chúng ta từ trước tới nay, từ mấy chục năm nay. Chúng ta có cựu dân biểu liên bang Loretta Sanchez, chúng ta có dân biểu liên bang Alan Lewento, dân biểu liên bang Lu Correa, và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Humberg. Tất cả đều sát cánh và đều làm những công việc phục vụ và đề cao cái công cuộc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi xin thay mặt cho tất cả để gửi lời cảm ơn đến cộng đồng Việt Nam đã cho quý vị dân cử có cơ hội để phục vụ cho mọi người như thế. Xin cảm ơn.